giải đáp câu hỏi tuần trước. Để nâng cao chất lượng trái sầu riêng giai đoạn vô cơm, thì đồng trâu nuôi trái 14-7-21TE là phân bón phù hợp. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Hùng, tỉnh Đồng Nai đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án C của câu hỏi. Phần quà một cặp điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này: loại phân nào sau đây phù hợp bón phục hồi vườn cây ăn trái? A. Đồng trâu AT1. B. Đồng trâu AT2. C. Đồng trâu AT3. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084 3968 777.